Ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất là nóng tính. Nói chuyện với ai cậu ta cũng lớn tiếng. Nói chuyện với ai cậu ta cũng muốn giành phần thắng, muốn ăn thua đủ. Một ngày kia, cha của cậu bé muốn giúp cho cậu bé khắc phục sự nóng tính này. Ông đưa cho cậu bé một bịch đinh và nói là mỗi lần con cảm thấy nóng giận, con hãy lấy một cây đinh và đóng lên cái hàng rào. Cậu bé nghe theo lời cha, và mỗi lần cậu bé nóng giận thì cậu bé lấy ra một cái đinh và đóng lên cái hàng rào. Ngày đầu tiên, cậu bé đóng lên hàng rào tổng cộng là 37 cây đinh. Những ngày tiếp theo đó thì số đinh cậu đóng lên hàng rào dần dần ít dần đi. Ngày qua ngày, số đinh đóng trên hàng rào giảm dần. Cậu ta nghĩ là sẽ dễ hơn rất là nhiều để kiểm soát sự nóng giận hơn là đóng một cây đinh vào cái hàng rào cứng như vậy. Cho đến một ngày, cậu ta không đóng bất cứ cây đinh nào lên hàng rào hết. Rất là vui mừng, cậu ta chạy lại và kể với người cha về sự việc này. Cậu nắm tay người cha và dẫn tới cái hàng rào và nói với người cha là hôm nay con không đóng cây đinh nào lên hết, và hôm nay con cũng không có nóng giận. Người cha nhìn vào cậu bé, ông bắt đầu điềm tĩnh nói, làm tốt lắm con trai. Bây giờ cứ mỗi ngày trôi qua mà con không nóng giận, con hãy rút một cái đinh trên hàng rào ra. Cậu bé vâng lời cha và bắt đầu rút từng cây đinh trên hàng rào ra vào những ngày cậu không nóng giận. Cho đến một ngày đẹp trời, toàn bộ đinh trên hàng rào được rút ra hết. Một lần nữa cậu bé rất là vui mừng, chạy đến và nói với cha là cha ơi, con đã rút hết đinh trên hàng rào ra rồi. Lần này người cha cầm tay cậu bé và dẫn đến cái hàng rào. Ông mới nói với cậu bé là con có thấy không, mặc dù bây giờ con đã hết nóng giận và tất cả các đinh đã được rút ra, nhưng những lỗ đinh trên hàng rào thì vẫn còn đó. Cuộc sống cũng vậy, khi mà con nóng giận, con có thể nói ra rất là nhiều điều không hay, rất là nhiều lời lẽ không tốt mà người nghe sẽ cảm thấy bị tổn thương. Con sẽ để lại những vết thương đó trong lòng người khác. Và cho dù con có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những vết thương đó, những vết sẹo đó sẽ vẫn còn. Có những thứ trong cuộc sống mà chúng ta sẽ không bao giờ có lại được một lần nữa, và có những vết thương sẽ không bao giờ được hàn gắn, cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa.